Sao con sao con ngồi đó hả? Con ngồi con mệt quá hả? Rồi bây giờ con muốn đi không? Mệt quá không đi thì thôi ở nhà nha. Trời đất ơi, có vụ này nữa trời. Trời đất ơi, có vụ mệt quá rồi chứ. Thôi ở nhà nha, bye bye. Rồi đi nha. Hello mọi người ơi, hôm nay Ngọc Tại tới cái chỗ nhà hàng Hàn Quốc đó và Ngọc order một số đồ ăn Hàn Quốc mà lạ nha các bạn, hồi nào giờ chưa order. Đây gọi là intestine stir fry, có nghĩa là trong đây có này, các bạn có thấy nè, cái này là lòng nè, rồi khăn lông, rồi không biết còn gì trong này nữa không, để chút nữa ăn Ngọc khám phá. Còn cái này là mì udon xào chung với lại hải sản, trong đây là có con vẹm, có tôm, có mực, rồi mấy cái đồ xào này. Kế bên đây là đồ rau người ta cho ăn kèm nè các bạn. Các bạn thấy bạn ăn hôm nay ngon ghê không? Rồi, đây Ngọc có chén cơm. Rồi, xin mời mọi người nha. Ờ, con nói mẹ ơi, gỡ giùm con. Gỡ mẹ gỡ gì cơ? Đúng rồi, đây. Đây con chó. Con chó, đúng rồi. À, hello mọi người ơi, thì hôm nay Ngọc ăn thử cái món Hàn Quốc này thử xem như thế nào. Bây giờ Ngọc rất là muốn thử cái món này, tại vì cái món này Ngọc cũng biết rồi. Nhưng mà cái món này Ngọc chưa biết. Cái món này hình như là xào với lại đồ cay nè. Sao vậy? Cô tính nói gì với cô chú? Thầy bà bắt đi vú vú. Đúng rồi. Mời mọi người nha. Bất kỳ cái đồ đi ra, bất kỳ lúc nào buông ở nhà đó. Cái này giống như phá lấu. Cái mà có vừa ăn á, là giống như phá lấu. Nhưng mà cay cay. Con chó hả? Con chó. Cay cay. Của gì nữa ta? Có dầu mè. Rồi có mè trong đó nữa. Ngọt ngọt. Người ta xào giống cái công thức của bạch tuộc cay mà khoai á. Đúng rồi, xào y chang cái công thức của bạch tuộc cay mà có cái mấy cái bộ lòng. Cái này là kiểu của Hàn Quốc nè. Cái này mà dành cho mấy người nhậu là phải khỏe luôn á, thoải mái luôn á. Ba chai giờ đi làm mà cô chú ơi. Mấy tuần nay á, tại vì ba chay đàn đi làm ít lại rồi đó mọi người, nên là tiền lương trả không có nhiều. Tiền lương trả là làm tại sao biết sao không? Tại vì ảnh đi làm tính theo giờ á, nên là làm ít giờ thì ít tiền lại thôi. Nên là chồng của ảnh rất là buồn nha, ảnh rất là buồn và rất là đầu. Ảnh muốn được đi làm rất là nhiều luôn á. Cái này là mì xào, mì udon xào. Giống như trong một vài video trước mà có chia sẻ cho mọi người nữa. Ngon không? Chồng một là một cái dạng mà đi làm dù tiền ít tiền nhiều gì á, ảnh cũng rất là muốn được đi làm. Nhưng mà đi làm mà ai cũng muốn là đi làm để có đồng tiền hết đó, không có ai mà muốn mà đi làm mà không có tiền hết đó. Tại vì cái mục đích sống cuối cùng của mình là cũng sống để đi làm thiệt là nhiều tiền mà. Dạ. Mì xào này cũng ngon mà không có nhiều dầu nè. Mì udon hết ra. Hai cái phần này á, Ngọc mua với giá là 39 đô la. Thì cỡ khoảng 39 đô la, cỡ khoảng 8-900 ngàn tiền Việt Nam đó các bạn. Nhưng mà các bạn thấy đồ ăn nhiều dễ sợ. Lúc nào các bạn Ngọc mua gì đồ ăn order, các bạn cũng thấy đồ ăn rất là nhiều.
nếu mà Ngọc chỉ order cái dĩa mì này không thôi đó, thì mọi người thấy là cái dĩa mì này không thôi là một mình Ngọc ăn sẽ ăn đúng 2 lần. Rồi cái này nếu mà mình một mình Ngọc ăn cũng ra 2-3 lần. À con muốn ăn apple hả? À không ăn đâu, để im nó đi, để im nó đi. Con cảm ơn mẹ. Ăn cái này cay 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 có lý này, ăn là đúng rồi, dành cho mấy ông nhậu luôn. Nhưng mà cái này Ngọc thích, Ngọc muốn được á, là mua về xong rồi cái bỏ lên, theo một tưởng tượng trong đầu óc học á, là bỏ lên một cái lò nướng nóng, bỏ lên lại ăn kẹp theo cái gì đó là sẽ ngon hơn. Trời ơi, có băng táo kìa. Có rất là nhiều bạn hỏi tiền lương của chồng Ngọc là bao nhiêu một tháng. Cũng có nhiều comment dự đoán. Mà nhiều cái comment dự đoán á, là cái những cái comment đó là những cái cô chú mà sống ở nước ngoài dự đoán. Mở này cô mẹ ơi, mở này. Dự đoán là làm được nhiêu đây, nhiêu đây, nhiêu đây, nhiêu kia. Thật sự á, mà nói với các bạn á, cái mức lương của chồng Ngọc anh làm á thì cũng trung bình. Cái đó là Ngọc cũng có thể nói với tất cả mọi người, chứ bà còn nói để nói ra mà cái lương của chồng Ngọc bao nhiêu á thì Ngọc vẫn có, Ngọc sẽ xin phép mà không nói. Trung bình đủ sống. Đó. Không quá nhiều mà cũng không quá ít. Ngày xưa mà trước khi cưới Ngọc đó các bạn, chồng Ngọc ảnh đi làm cũng với số tiền như vậy. Cái gì con? Rớt rồi hả? Kệ nó đi con, rớt rồi con còn ăn. Con ăn cái đó xong đi, chừng nào con ăn hết thì mẹ lụm cho nha. Khi mà trước khi cưới Ngọc về á, trong ảnh để dành được cỡ khoảng, lúc mà còn trai trẻ nha, mà để dành được khoảng 30.000 đô, là với cái mức lương như vậy, mức tiền như vậy mà ảnh để dành được số tiền như vậy là nhiều lắm luôn á. 30.000 đô là cỡ khoảng tiền Mỹ á, tính ra thì 30.000 đô thì cũng không có phải là con số nhiều mà cũng không phải là con số ít, nhưng mà cái điều đó thể hiện được cho Ngọc thấy được là ảnh là một người biết cần kiệm. Tính ra tiền Việt thì cỡ khoảng 600-700 triệu tiền Việt Nam á mọi người. Nếu mà tính ra tiền Việt thì mình thấy số nó cũng lớn, nhưng mà đối với Mỹ á, 30.000 đô không có nhiều lắm. Nó ngồi nó sai cho đủ thứ. Dạ dạ. Nhưng mà cái gì cũng vậy hết á. Đúng là Ngọc nghe mẹ Ngọc nói cái câu này nè, gọi là có làm bao nhiêu tiền á cũng không bằng á giữ tiền tốt. Có làm thiệt là nhiều mà xài quá trời xài núi cũng lỡ. Ngọc may mắn là chồng Ngọc ảnh là một người rất là cần kiệm. Mà khi mà làm tiền một là một ít hơn á thì ảnh còn tiết kiệm hơn nữa. Tiết kiệm chứ không phải là gọi là cái kiểu cái tiết kiệm á với cái là bủng xỉn, với lại cái mà gọi là gì ta, keo kiệt nó khác nhau. Con đĩa mẹ ơi, con đĩa. Anh sống rất là rộng rãi mọi người. Con đĩa mẹ ơi. Nên là nếu mà mọi người xem cái video clip Ngọc ở lâu rồi, mọi người thấy chắc mọi người sẽ đoán được. Mẹ ơi mẹ. Dạ, con chó hả con? Rồi. Khi mà Ngọc về Việt Nam á, Ngọc có gửi đồ này gửi đồ kia, Ngọc có mua cái này mua cái kia, anh không bao giờ nói là tại vì anh thương gia đình Ngọc. Rồi anh có cái sự rộng rãi thoải mái ở trong đó nữa. Chứ thật sự là nếu mà nói về cái cuộc sống này á, Ngọc đã thấy được nhiều ở trên nước Mỹ này rồi. Khi mà có vợ ở Việt Nam á, vợ mua đồ gì gửi về cho nhà chồng á, thì thường thường người chồng người ta không thích. Hoặc là lén lút. Mẹ.
phải lén lút phải tập thò, muốn gửi cái này cái kia về phải đi nghỉ làm chạy 3 tiếng rồi mà giấu. Mẹ ơi. Có một cái chị á, Ngọc nghe kể, chị đi làm nail, ảnh cũng đi làm nail mà hai người đó chủ tiệm nha. Mà mỗi lần mà khách mà cho tiền chị á, là phải giấu ở dưới đít bàn đưa, để chị muốn làm gì làm, chị xài gì xài, chị cho ai chị cho. Nếu mà còn mà khách mà để trên á, nên chồng anh biết được anh lấy đó. Khổ cũng khổ lắm á, không phải giỡn đâu. Mà sao mình biết được chuyện đó? Khách từ cái tiệm này qua tiệm kia á, khách nói hả? Tao qua cái tiệm đó đó, mỗi lần mà tao cho tiền cái con nhỏ đó đó, người ta phải giấu dưới đít vậy đó, thì giấu dưới đít đít ghế gì đó, rồi chỉ nhét vô cái đuôi dài của chị đó, ngộ lắm. Có cuộc vui chân vậy. Nè, trong hoàn cảnh này không chỉ có một mình gia đình Ngọc, tất cả các gia đình đều bị như vậy. Nên là Ngọc có đỡ mà đi xin đồ ăn á, mọi người cũng đừng có la Ngọc nha. Đó, tiền lương của chồng Ngọc bị cắt hơn nữa, nhiều lắm luôn á. Nên là Ngọc có đi xin đồ ăn á, nên mọi người cũng tha thứ rộng lượng cho Ngọc bớt chút. Thì cái mấy cái video clip mà quay đi xin đồ ăn, quay cho mọi người coi con ta cho đồ gì vô, mấy bạn vô comment quá. Nhưng mà cái con người học sống á, mình không đem được tới gì cho người ta thì thôi, đừng có đem cái sự phiền muộn tới cho người khác, đừng có lấy cái vấn đề của mình ra để than vãn. Không ai giúp ích gì được mình, mà làm cho người ta còn phiền cái lòng của người ta hơn nữa. Khi mà người ta coi mình, người ta cần một cái sự giải trí, nên hãy đem những cái điều mà giải trí tới. Đó, bây giờ là nó nhảy xuống là nó đi rồi đó cô chú. Hai cái dĩa đồ ăn hôm nay rất là ngon luôn mọi người. Này mà có ba nhậu rồi, đã rồi. Ba Ngọc á, đẻ ra đứa con như Ngọc á là đúng luôn, đúng một cái từ gọi luôn. Gọi biết gọi gì không? Con gái rượu là Ngọc biết uống bia uống rượu để nhậu chung với ba. Nên là cái câu mà con gái rượu á là cái câu đó dành ra là để cho Ngọc với ba Ngọc, là hai cha con về già nhậu nhâm nhi với nhau. Thì đó, bây giờ con Ngọc nó cũng đã bước xuống sân khấu rồi, Ngọc cũng vừa mới trải lòng với tất cả mọi người một chút xíu về cái cuộc sống của Ngọc. Ngọc không có dám nói ra nhiều, Ngọc không có muốn nói ra hết nó rồi mà tẹt, tại vì nhiều lúc mình cũng cần phải giữ lại một cái gì đó rất là riêng tư cho cuộc sống riêng hàng ngày của mình. Chỉ có muốn tâm sự gửi tới mọi người một chút xíu để mọi người hiểu một chút về cái hoàn cảnh cuộc sống hiện tại qua những cái bữa ăn gia đình, chỉ như vậy thôi. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Chay ơi Chay, con có ra chào cô chú với mẹ không con? Ôi trời, trời, cô chú nghe nó không vậy cô chú? Ủa Chay, Chay con có ra nghe chào cô chú với mẹ không Chay? Không. Chay ơi Chay, mẹ hỏi con một lần nữa nè, con có ra con chào cô chú với mẹ không? Hả? Đi ra chào cô chú với mẹ đi con. Ừ, mẹ chào một mình mẹ buồn dữ lắm. Tại sao mà mẹ nói con chào cô chú với mẹ, con lại nói không? Con nói như vậy là mẹ buồn lắm á. Bây giờ nè, bây giờ lên chào cô chú nha. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Like cho cái video clip này và bấm nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha.
Chay, ba đi làm để làm cái gì? Bơi sữa cho Chay. Thấy chưa cô chú, ba đi làm mua sữa cho Chay mà bây giờ lương ba bị cắt hết phần nửa rồi, là bây giờ sữa là thường thường là uống một chai phải không? Bây giờ là cho uống nửa chai thôi. Phải không? Bữa giờ uống có nửa chai sữa không? Không? Rồi bữa giờ rồi mẹ đi làm gì? Quen. Hả? Khóc quê quê. Ồ, mẹ làm mẹ khóc quê quê à. Sao rồi, rồi bye bye cô chú. Bye bye. Gãi rồi mẹ ui. Ờ, gãi rồi mẹ ui, đúng rồi. Mà cô có thương mẹ không? Không.